đủ rồi em mới quay được. Đây là bò lá lết. Mình quấn quấn chung đúng không? Không, cái này là rau để cuốn. Còn một lát bò lá lết nó sẽ ra. Dạ. Từng viên này thì nó có món Việt và món Hoa. À, bò lá lốt là cũng món người Việt của mình. Để cần hồi bò, để là bò lá lốt bên này. À, mình sẽ lấy tâm ra đúng không ạ? Đúng rồi, nó mới đẹp. Mà đậu dễ ăn nữa. Đây là món người Việt của mình, một bò cuốn lá lốt đây. Đấy, tức là ngoài những cái món rất là hấp dẫn trong cái tủ lúc này thì còn có thêm quán này còn có thêm là bò cuốn lá lốt nữa các bạn. Bò cuốn lá lốt này rồi là thì cuốn này và chả giò cuốn này, nem cuốn rất là hấp dẫn.